Xin chào các em, trong video ngày hôm nay thầy sẽ giới thiệu chúng ta cách sử dụng Casio kết hợp với phương pháp ghép trục để giải quyết một cái bài toán tương giao mà chứa hàm lượng giác. Thì trong video này thầy giới thiệu chúng ta hai câu, một câu chứa tham số M, một câu không chứa tham số M. Chúng ta vào câu thứ nhất. Câu 1. Người ta cho hàm số y bằng fx có bảng biến thiên hình vẽ. Người ta hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số M để phương trình f3 cos x cộng 1 bằng trừ m trên 2 có 4 nghiệm phân biệt trên đoạn 0 đến 2π. Thế thì cái phương pháp ghép trục rất là mạnh trong trường hợp mà bài toán chứa tham số, và đặc biệt là chứa tham số lại có hàm lượng giác liên quan. Thì cái việc mà sử dụng phương pháp ghép trục có ưu điểm vượt trội so với phương pháp truyền thống. Thì hôm nay thầy sẽ sử dụng Casio để kết hợp, ta làm rất là nhanh trong trường hợp phương pháp ghép trục. Thế thì với cái phương pháp ghép trục thì chúng ta sẽ làm như sau này. Thứ nhất là ta sẽ lập cái bảng, đúng không? Bảng x này và u, ở đây u chúng ta u chính là bằng gì? Bằng cos 3 cos của x cộng 1 và một cái hàng là fu. Fu chính là f của 3 cos x cộng 1 đấy. Ở trên cái dòng trên cùng x là chúng ta cái vùng mà x tồn tại trên đoạn là 0 đến 2π. 0 đến 2π đây là 0 và đến 2π. Đó. Ở đây ta sẽ sử dụng Casio để xử lý cái hàng thứ nhất và hàng thứ hai. Ở đây là 3 cos x này. Chúng ta sẽ tìm giá trị cực trị của cái hàm u x u với x ở đây và liên quan đến để điền vào cái dòng thứ hai này thì ta sẽ sử dụng máy tính này. Đây ta dùng máy tính. Đây. Ta sẽ nhập cái hàm 3 cos x cộng 1, 3 cos x cộng 1. Ok. 3 này. Từ đâu? Từ 0 đến 2π, đây, yêu cầu trên đoạn là 0 2π, tức là bằng từ 0. 2π đây radian thì để là 2π. Ta chú ý nha, trên máy tính phải để chữ R tức radian. Cái bước của chúng ta sẽ lấy cái đoạn này chia cho 29, máy tính ra được 30 mấy giá trị thì ta sẽ chia cho 29, tức là 2π trừ đi 0 là 2π, vậy bằng 2π chia cho 29. Ta lấy tối đa 30 điểm hay 30 giá trị cặp số. Rồi, ta điền bắt đầu này. Thứ nhất tại 0 thì ra bằng mấy? Tại 0 đây thì ra bằng 4, tại 0 đây bằng 4 này. Rồi. Chúng ta quan tâm giá trị cực trị của hàm u. Ta u bằng 3 cos x cộng 1 này, chúng ta nhìn cái bảng này giá trị cực trị nhá. Đây đang giảm dần này, giảm dần. Vẫn giảm đúng không nhỉ? Giảm dần. Giảm này. Đó. Giảm tiếp vẫn đang giảm. -1,98 -1,982. Chỗ này là đến đoạn này lại tăng này. Thế chúng ta -1,98 thì chúng ta thấy rằng là xấp xỉ là -2, bởi vì chúng ta hàm cos thì từ -1 đến 1, do đó chúng ta thấy là khi mà cos x bằng -1 chỗ này sẽ là -3, -3 cộng 1 thành -2, vậy chắc chắn là chỗ này là -2 rồi, ta sẽ có cái -2. Đó, ta sẽ -2. Được chưa? Ok, -2. Tiếp tục lại tăng lên. Tăng đây. Đúng không? Đang tăng. Đó, vẫn đang tăng đúng không? Vẫn tăng tiếp. Đến 4, vậy thì đến chỗ này là 4. Vậy chúng ta chỉ có một giá trị cực trị ở đây thôi. -2, chúng ta xóa đi viết chính giữa nha. Rất đẹp. Đây là trừ gì? -2. Chúng ta không quan tâm đến cái hàng trên này đâu. Hàng trên này chúng ta chỉ gì? Chỉ để khống chế cái x thôi, chạy từ 0 đến 2π thôi. Chỗ này chúng ta dùng Casio, ta sẽ điền vào. Chú ý, chúng ta chú ý để điền lần lượt các giá trị cực trị của cái hàm u này vào đây, lần lượt từ bên trái sang bên phải, được chưa nhỉ? Có bao nhiêu giá trị cực trị ta điền lần lượt vào. Ok. Rồi, đến cái bước này đã xong rồi, không cần dùng đến máy tính nữa.
Đó. Tiếp tục này, ở đây chúng ta quan tâm đến bước thứ hai, quan tâm đến cực trị của cái bảng biến thiên. Này ta quan tâm đến cực trị của cái bảng biến thiên đây. Thế chúng ta thấy này, ở đây chúng ta có ba cái điểm, hai cái điểm cực trị đó là trừ một và một, đúng không? Thế bây giờ ta xem này, đi từ 4 đến trừ 2, đi từ 4 đến trừ 2, ta nhìn thấy ngay 4 về đến trừ 2 đây, thì ta qua thằng nào? Qua một này, xong đến gì? Đến trừ 1, vậy chỗ này ta có một này, rồi đến trừ 1 này, đúng không? Rồi đến trừ 2 này, tiếp tục trừ 2 đến 4, tại trừ 2 4 lại ngược lại đây, trừ 2 4 lại phải qua gì? Qua trừ 1 rồi qua 1, qua trừ 1 rồi qua 1. Ok, thế ta đã điền xong cái dòng thứ hai rồi. Bây giờ cứ thế thôi. Bây giờ U với FU thì giống như X với FX, X với FX, được chưa? Đấy. Thế bắt đầu này, trừ 4, x bằng trừ 4 hay u bằng trừ 4, chính là x bằng trừ 4 hay x bằng trừ 4 thì fx bằng mấy? Bằng 1, fx bằng 1, vậy ta sẽ có là 1 đây. 1, đây là 1 này, được chưa? Đấy, 1 chỗ này, viết cho nó thẳng hàng. Đây là 1, ok chưa? Tiếp tục này, x bằng 1 hay u bằng 1 đấy thì nó bằng trừ 1 đây, 1 thì nó trừ 1 đây, ok chưa? Trừ 1 nó xuống dưới, trừ 1 rồi, tiếp tục bằng trừ 1, trừ 1 thì nó bằng mấy? Trừ 1 đây thì nó bằng mấy? Bằng 3, đây là 3. Rồi. Trừ 2, trừ 2 thì nó bằng 0, trừ 2 bằng 0, 0 chỗ này, đây là 0. Tiếp tục 1 trừ 1 lại bằng mấy? Bằng 3. Đây trừ 1 bằng 3. 1 thì bằng mấy? 1 thì xuống trừ 1. Trừ 1 đây. 4 thì là 1 chỗ này, ok. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ điền này, đi xuống. Rồi đi lên. Đi xuống. Đi lên. Đi xuống. Rồi đi lên. Ok chưa? Đó. Nó thấy này, nó phải lên xuống đều đặn này nhá, mà cứ lên rồi lên suốt hoặc xuống suốt là bị chúng ta bị nhầm thiếu một cái điểm cực trị nào đó ở đây trên cái cột U này, dòng U này, được chưa? Hàng U này chúng ta sẽ bị thiếu. Thế bây giờ yêu cầu là cái phương trình này có bốn nghiệm phân biệt. Cái bốn nghiệm phân biệt chúng ta thấy ở đâu? Ở đây, đây là một trường hợp. Đó, chỗ này chính là trừ gì? Trừ m trên 2. Trường hợp thứ nhất, đây có một nghiệm này, hai nghiệm này, ba nghiệm này, bốn nghiệm này. Trường hợp thứ hai đây, đây một nghiệm này, hai nghiệm này, ba nghiệm, bốn nghiệm này. Đây là trừ m trên 2. Vậy ta sẽ có hai trường hợp, trường một hoặc là để trừ một nhỏ hơn trừ m trên 2, nhỏ hơn thế, nhỏ hơn không. Trường hợp hai là đây là một nhỏ hơn trừ m trên 2, nhỏ hơn 3. Đúng không? Rồi đúng rồi, ok. Vậy giải bất phương trình này thôi, giải này chắc ai cũng giải được, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ là 0 nhỏ hơn m nhỏ hơn 2. Thằng này nhân đây. Cái thành nhân này 2 6 nhân này thì -6. -6 nhỏ hơn m nhỏ hơn -2. Vậy m là thuộc nguyên, nguyên thì chỗ này có mấy? Chỗ này m bằng 1 này. Chỗ này thì m bằng mấy đây? Chỗ này m bằng -5 này, -4 này, -3, -2 không lấy rồi. Vậy đây ba giá trị cộng một giá trị là bốn giá trị, vậy chúng ta sẽ có bốn giá trị nguyên của m. Nguyên của m đúng không? Bốn giá trị nguyên thì đáp án D rồi. Ok. Đấy, chúng ta thấy là với trong trường hợp với lượng giác và dùng ghép trục thì rất là mạnh. Đây câu số thứ nhất, câu số 1 liên quan tham số. Nó sang câu số 2. Câu số 2. Câu số 2 thì chúng ta trước tiên ta biến đổi f của cos 2x sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 1/4, được chưa? Thế ta sẽ ghép trục. Ghép trục thứ nhất là u x đã. X u bằng gì? U bằng
cos 2x và fu. Rồi. Đó. Thế đây. À, sẽ là 5pi trên 6, 5pi trên 6 cho đến 2 3pi. Ok chưa? Đây, rộng nhất. Rồi bây giờ ta sẽ dùng cái gì? À, chúng ta sẽ dùng cái máy tính để tìm các giá trị cực trị của cái thằng cos 2x. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ dùng máy tính Casio đây. Rồi ta tiếp tục nhập. Rất đơn giản thôi, để chỉ cần cos 2x thôi. Cos 2x bằng. Rồi phạm vi tức là từ 5pi trên 6 là bắt đầu là 5pi chia cho 6, ok, bằng đến 3pi bằng step là chúng ta 3pi này đây. Trừ đi 5pi 6 rồi chia cho 29 đó, chúng ta lấy cái khoảng đẹp ra đúng không nhỉ. Ok, bắt đầu giá trị đầu tiên đó là 0,5, tức 0,5 tại 5pi trên 6, chỗ này là 0,5 này, 0,5 được chưa, 29 là 1 phần 2 đấy, cái này là 1 phần 2 đúng không nhỉ, 1 phần 2 đây. Rồi tiếp tục này, hàm cos này chắc chắn là gì, cos 2x thì chắc chắn là chỉ giá trị cực trị của nó chỉ là 1 với trừ 1 thôi, chúng ta xem bắt đầu đến thằng nào này. Đấy, đến đến đây, đây là một này, đó tiếp tục giá trị tiếp theo nó là một đúng không, giá trị tiếp theo nó là một này. À, đương nhiên tiếp theo nữa nó là trừ gì, trừ một rồi đây, chỗ này là trừ một này. À, tuy nhiên chúng ta phải bấm máy để xem nó có bao nhiêu giá trị cực trị ở chỗ này đấy. Tiếp tục này, tiếp tục lại chắc chắn lên một rồi, đây chỗ này là một này đấy, chỗ này là một đây, một này đấy, một rồi xong đến cái gì lại giảm xuống này, chắc chắn chỗ này là trừ một đây, trừ một đây, ok trừ một rồi, đến đây bao nhiêu à, đến đây lại đến một đúng không, đây đến một thấy chưa, đây là 3 pi rồi đấy, đây là chắc chắn là 3 pi rồi bởi vì cái điểm cuối cùng rồi, ok đây 3 pi đấy, đi đến một. Xong. Đến đây là chúng ta hết dùng đến Casio. Tắt đi. Rồi. Thế tiếp tục này, chúng ta nhìn đây, bắt đầu quan tâm đến cái bảng. Chúng ta quan tâm đến cái bảng biến thiên của thằng Fx. Chúng ta có 3 điểm cực trị. Trừ 1, 1 phần 2 và 1. Được chưa? Thế thì chúng ta thấy là từ 1 phần 2 đến 1, 1 phần 2 đến 1 thì không đi qua điểm cực trị nào. Thế từ 1 đến trừ 1, 1 đến trừ 1 thì phải đi qua đâu, 1 phần 2, chỗ này phải có 1 phần 2, 1 phần 2 từ trừ 1 đến gì, trừ 1 đến 1 cũng lại phải qua 1 phần 2, từ 1 về trừ 1 thì cũng vẫn qua 1 phần 2, trừ 1 đến 1 lại qua 1 phần 2, ok rồi đó. Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu bây giờ điền các điểm thôi. À, tại 1 phần 2 thì nó bằng trừ 1, chỗ này trừ 1, trừ 1 đúng không, đến 1. 1 đây, 1 đây nó lên 1, 1 lên 1. 1 này thì nó bằng 1. Đấy. 1/2 thì lại xuống trừ 1. Trừ 1. Trừ 1 nó lên đến 2, 2 đây. 1/2 lại về trừ 1. 1 thì nó bằng 1, đúng không? Đây này, 1 đây. Thì nó là 1. Đấy, 1/2 thì nó là trừ 1. Trừ 1 thì nó là 2, được chưa? Tức là 1 phần 2 đây. 1 phần 2 đây, lại về trừ 1, đúng không? 1 phần 2 lại về trừ 1. Trừ 1, à, trừ 1 lại lên đến 2. 1 phần 2 lại về trừ 1. 1. 1 là gì? À, 1 là 1. Đây, ok, rồi, xong. À, ta bắt đầu lại đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Rồi đi lên, ok. Đó.
Được chưa nhỉ? Thế thì ở đây là bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 4. 1 phần 4 thì bằng 0,25 đúng không? 0,25 hay 0,25 thì nó nằm trong vùng từ trừ 1 đến 1 rồi. Đúng nhỉ? Rồi đây. 0,25 đây. Đó, đây 0,25. Thế ta đếm thôi. Cắt được mấy điểm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vậy ta sẽ có 9 nghiệm. Ok, 9 nghiệm, vậy đáp án là B rồi. Đấy. Thật ra với trong trường hợp mà ghép trục liên quan đến hàm lượng ra thì chúng ta thấy là rất là đơn giản. Nhưng mà nếu bài này mà ta làm truyền thống thì nhiều bạn không sẽ không rất là khó, bởi vì các bạn không biết đường tròn lượng giác, hay nói chung là về đường tròn lượng giác thì chúng ta thấy gặp khó khăn. Đấy. Cái thằng này phải sử dụng đường tròn lượng giác và chúng ta phải dịch chuyển cái 2x này. Thì chúng ta sẽ vất vả hơn. Do đó nếu như gặp hàm số liên quan đến tương giao mà có hàm số lượng giác thì khuyên các em nên dùng gì? Ghép trục nếu có thể. Và trong trường ghép trục thì nên kết hợp với Casio, thì ta bấm máy các giá trị cực trị, chúng ta không cần quan tâm đến cái điểm cái hàng trên cùng này là như thế nào, chúng ta không quan tâm, chúng ta chỉ quan tâm thằng này thôi, bấm máy các giá trị cực trị của nó và ta sẽ làm rất là đơn giản. Đấy. Thì cái đấy là cái lưu ý, chúng ta chỉ quan tâm cái chỗ x này nó là cái khoảng cái đoạn mà bài toán cho. Đấy. Ở đây thôi, chúng ta bấm từ cái điểm đầu đến điểm cuối này thôi. Ok. Đấy. Video của thầy kết thúc tại đây. Nếu các em thấy hay hãy đăng ký kênh, chia sẻ, like và comment giúp thầy. Cảm ơn các em.